trong xe hơi nhà lầu, vừa nhận được năm sao không biết về đâu. Giờ thì mẹ lại muốn trời ơi, anh đã làm tổng thống trong khi đội nam chung. Anh đã có một chiếc nhẫn cho bọn tháp tùng. Anh đã có cổ phiếu và giấy tờ công chứng. Anh đã có nhân chứng, vật chứng và tay chứng. Ok, 1-2 giờ sáng vẫn ngồi suy nghĩ. Làm 2-3 ngày để đưa em đi Mỹ. Phải làm sao để có được hết những thứ này. Tối về nếm một sọc tiền giấy mồ hôi hạnh phúc này. Sao anh vẫn nghèo? Nào kia không ai dạy anh cho nên anh khổ cười. Anh và em cũng đã từng đi lạc trong rừng, đến một nơi nhiều tuyết mùa đông, rồi đông rồi đêm rồi đêm rồi đêm. Thấy một căn nhà hoang linh nghĩ là xong rồi. Sau một đêm tìm hoa được cứu và xong, anh vừa mới được tha. Anh bước ra khỏi trung tâm, quay về mua đồ tiêu dùng với em trai Vương và Thương và Phương và anh trai Xuân khùng. Nếu mà anh có đặt trường, đừng ăn xấu số.